Đơn giản không? Thấy chưa? Hơn đồ gối anh luôn rồi. Đồ gối. Thấy không? Qua đồ gối. Rồi đó là anh đi đúng không? Rồi anh thấy trong nhà nè. Sợ. Sợ đồ gối á. À, sợ mà. Sợ mưa nữa thôi. Thấy đồ gối. Thấy vô chứ. Rồi vậy nè. Mì gói vô nè chú. Đây chú. Cá nó trôi nè. Cá. Rồi cảm ơn nè. Kéo vô, kéo cái đó rồi, vô. Biết rồi. Nhà anh như vậy luôn. Má cái này chết. Dạ ướt hết rồi. Bên em đâu. Chú bỏ lên cái ghế này cho nó dễ đi chú. Má bên em đâu được đâu. Cái đó mình mới mua về hay là ai cho chú? Mới mua. À. Ướt hết rồi. Đập như mọi người cũng thấy nè, cái bánh xe là nửa bánh xe luôn. Đó là anh Bùi Đình Nai. Anh từ đó giờ anh đã từng đi lội nước vậy chưa? Cái này là sông chứ nước gì. Sâu quá nên là tới đầu gối luôn nè. À, giờ lên đi cạn rồi. Rồi xong. Đây là lần đầu anh ăn lội vậy luôn á hả? Yeah, lần đầu tiên. Anh thấy cảm giác làm sao? Yeah, đã. Nhưng mà cái này về phải rửa chân sạch nha anh. Chứ không là nó sẽ bị ngứa đó. Không, mình nghĩ chắc được á Thủy. À, em nhỏ xin chào cô chú anh chị thân mến. Trong gần đây thì team em nhỏ, team Cô Food có kinh doanh thêm mặt hàng gạo và nhu yếu phẩm. Và hôm nay là những cái chuyến đầu tiên. Ở đây là của một cái anh mà rất là thường xuyên theo dõi kênh của em nhỏ và anh ủng hộ rất là nhiều. Đó thì hôm nay đây có mấy cô phụ nữa. Đó, để giờ em nhỏ cũng vô phần quà luôn. Đây cô. Đấy chị ấy bao đi em bỏ vô dùm cho. Ở đây là những chuyến đi đầu tiên là 50 phần. Đó, một phần trị giá là 500.000. Cái này nó đúng hơn là của anh Bùi Đình Nai cô chú anh chị. Anh Bùi Đình Nai này là một người anh ha, trong team Food rất là ngưỡng mộ về cái tình cảm này ảnh dành cho mấy anh em, và ảnh luôn chắc xa quan tâm từng anh em lắm. Ví dụ đi ra đường phải cẩn thận xe cộ này hay là sức khỏe, anh rất là tuyệt vời lắm. Nói chung là tụi em rất là ngưỡng mộ ảnh ở cái điểm tình cảm. Để nghe nha chị. Là mì tôm này, đây là mì tôm. Đó, đây là đường. Đó, còn là, đây là dầu ăn. Đó, dầu ăn và nước tương. Ở đây là bột ngọt. Đó. Đủ hết. Đây một phần như vậy là đầy đủ nè cô chú anh chị. Còn thiếu 10 cái gạo nữa đây nè. Đây, đó, một phần là như thế này. Để cao nè. Để camera quay sát lại dùm ha. Đó. 1 kg. Một chai ha, cái này 1 lít. Một thùng mì nữa. Đó. Cho mì vô đây, cho gạo ngoài đi nha. Đó, nhỏ. ra từ từ không mới vướng cái gì kìa. Ở bên này nó xài xài nó chị nữa, xài lên sửa bàn thờ quá rồi một cái hàng bên đó luôn hay là thêm ít nữa, đếm này là thêm ít nữa, 5 là hàng tổng 5 nó dài để ngoài đầy đi em đừng để ra sợ đổ xuống cái phần không thành ra để ống tre không hết luôn cả ông cho nhưng mà đừng có đổ xuống được. Đây là 20, 1, 2, 3, 4, 5. Đây là 5 phần quà của anh Bùi Đình Nai. Anh sẽ phát cho những bà con 50 phần quà sẽ phát cho những bà con nghèo cái xung quanh xóm mình anh ở. Ở đây là một phần quà trị giá là 500.000 này, với lại là có 10 kg gạo nữa. 10 kg gạo thì nhỏ bỏ ngoài đây. Đây nhà người anh của anh. Thế mai bà con tới là nhận một cái phần quà đó, với lại Chủ nhật tới khi mà bà con nhận được á là nhận một phần quà và 10 kg gạo trong này. Hiện tại em nhỏ đang có mặt tại phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ chú. Dạ chú đợi con một xíu. Thì hôm nay khác với mọi ngày là em nhỏ có mặt tại con hẻm này là để giúp người anh. Người anh này là anh Bùi Đình Nai, thường xuyên theo dõi cũng như là ủng hộ cái tinh thần cho team Good Food trên cái quá trình thiện nguyện. Ở đây nhà anh Nai có phát quà cho những bà con và món quà cũng chất lượng lắm cô chú anh chị. Thì riêng về anh Nai thì em nhỏ được biết là gia đình anh làm từ thiện rất là lâu nay rồi, làm nhiều cách khác nhau. Anh của anh Nai thì phát mũ bảo hiểm nè, hay là đi công đức, đi phóng sanh, rồi nấu cơm, phát cơm, rất là nhiều cái hình thức khác nhau. Nhà ảnh làm cách đây cũng phải mấy chục năm nay, năm nào cũng làm. Thì ngày hôm nay có những bà con đến đây nhận quà, người bán vé số nè, tật nguyền cũng có nè. Đó, nhìn bà con rất là thương. Thì hôm nay em nhỏ sẽ cho mọi người cái phần quà mà chuẩn bị phát như thế nào nha. Đây, em nhỏ đã tới đây 2 ngày trước rồi để chuẩn bị những cái phần quà cho mọi chuyện nó suôn sẻ, mình phải chuẩn bị trước. Đó, chú bây giờ mình bắt đầu rồi đúng không chú Phú? Dạ, rồi mình bắt đầu luôn ha. Rồi. Dạ chú cứ phát bình thường đi. Dạ phát bình thường. Dạ. Trước khi phát thì nhà mình là một người đưa gạo, một người đưa nhà Thùy Anh. Đó để nó không lâu. Từ từ ha, cho con mượn tí nha. Đứng ra sau đi. Đưa mượn rồi có quay đi. Dạ. Số 15. Rồi đưa đi. Cho con mượn cái phiếu này á chú Phú ha. Cho mượn cái phiếu này con xem tí nha. Ở đây là cái phiếu quà của nhà anh Bùi Đình Nai nè. Ở đây là phát quà vào lúc vào ngày 4 tháng 8 vào lúc 8 giờ rưỡi sáng, nhà anh Bùi Đình Nai mong bà con ủng hộ và đăng ký kênh của em nhỏ. Cái thứ nhất là Good Food và kênh thứ hai là Xin Good Food. Cái này rất là cảm ơn anh Nai nha. Rồi cho con gửi lại này chú Phú. Cho con đứng đây ha, rồi chú Phú cứ làm bình thường. Ở đây là cái nhà tổ của anh Bùi Đình Nai. Đây là người anh ruột của anh Nai nè. Đây là cháu anh Nai. Rồi để đưa vậy đi. Camera thì theo tôi. Đây camera. Cô cái này nặng không? Cô đi được không? Cô đi xe đạp. Cô đi xe đạp à? Về cái phần quà này cô thấy thì sao? Dạ, cô thấy được, cô mang nhiều thấy ngon. Ngon là chất lượng ha. Chất lượng gạo ngon, gạo nè, có mì ngon nè. Đúng rồi. có vào em đừng bột ngọt này nữa, nước tương dạ. Nữa là đúng. Cô là cô làm cái gì? Cô đi da chai, cô đi mua da chai, buôn da chai. Dạ rồi, cô đi ha. Rồi là cô dạ. Cô ba hết nha. Dạ. Đa số là bà con bán giấy số không ạ? Đây đây. Từ từ có mấy người hả cô? Được không? Được con. Rồi cảm ơn. À không, cái gì có cần em phụ gì không chị? Được cô nha. À. Một người đưa gà, một người mì. Cắt cái bao cho hết rồi vô. Dạ. Còn gạo nữa chú ha, để coi còn gạo nữa nè. Đây luôn. À, chú nổi không? Đây nè nè. Dạ. Dạ. Ủa xếp hàng hả? Nha, cô nha. Còn 10 cái gạo nữa cô nha, cẩn thận nha. Cô bên hai lần. Rồi. Còn 10 cái gạo nữa chú. Rồi anh ơi, lấy cái kéo trên này cắt cái bao gạo đó là từ từ á, từ từ. Xuống kéo bao gạo xuống dốt vô. Rồi. À, chú cũng có phiếu luôn hả? Ừ. Dạ rồi đợi xíu chú ha, để cắt bao gạo nữa. Ủa chú hình như chú cái chân chú bị gì hả? Hay có cái nạn luôn hả? Bị bại liệt. Bại liệt. Hai chân luôn hả chú? Một chân. Một chân. Chú đi đứng chắc khó khăn lắm ha. Ngày chú bán bao nhiêu tờ giấy số? 200 tờ. 200 tờ. Là cứ đạp xe vòng đi vậy ha. Chú nhận quà ở đây chú thấy món quà ở đây như thế nào? Có ý nghĩa. Ngon, ý nghĩa hả? Dạ, có chất lượng không? Chất lượng. Dạ. Cái này chú bỏ đâu? Sao bỏ, chú đạp? Được nha, bỏ xe. 10 cái gạo là lên đây là nó gãy cái rổ nè. Được, bỏ thế được. Được hả? Ừ. À rồi đây chị có quà cho chú luôn à. Được. Bỏ đây hả? À gọi bỏ trước. Cứ sợ 10 kg nó được, nó để được mà cứ để. Nha. Nó gãy cái vỏ đó. Đó. Không được rồi. Được không chú, đi được không? Cẩn thận nha chú, đó. Sao được? Rồi chú quay đi con giữ cho, Nó thấy không? Té liền. Rồi. Cho lên trên ẩn này nè. Lên này đi. Còn chứ để không nổi đâu được dạ. Được không? Không được đâu. Được không? Được không chú? Dạ. Rồi chú đi cẩn thận nha. Đây nữa nè, đa số những người bán giấy số và không cái này nó được. À, camera qua đây nè. Để chú đi được không? Không ơi. Dạ lên, thôi. Đi luôn. Dạ. Rồi, đây là chị nè. À đây ạ. Được con tí cô. Anh Nai ơi, khổ quá rồi giờ mới xin từ thiện nè Nai ơi. Rớt luôn rồi, mày Nai khổ quá rồi, Nai thấy không giờ lấy xin từ thiện. Cảm ơn Nai nhiều nha. Cảm ơn Nai nhiều nha. Không mấy kia từ từ. Bài này cái gì không có phiếu không? Em không có phiếu mà em xin đỡ 10 cái gạo về. Chị cho em xíu này, ra với em xíu nha. Em không có phiếu. Em không lấy mì tôm được, cũng được cho em 10 cái gạo về nấu. Không có giờ đây này. Chị cho em, chị ra đây cho. như bà con đang vãn tí á, cái mình em gắn mic cái nha. Ở đây là người cháu của anh Nai. Dạ, chị tên gì chị vậy? Dạ, em tên là Thùy Anh. Chị Thùy Anh ha. Dạ. Em chào chị, cho em hỏi là cái công việc mà từ thiện này đó là nhà mình đã làm từ bao lâu rồi? Và những cái đối tượng mà hay nhận những cái phần quà nhà mình là ai? Dạ, thì cái công việc thiện nguyện này thì gia đình em cũng là theo mỗi năm là gia đình em đều làm vào cái dịp rằm tháng 7 và trước cái thềm Vu Lan thì thường là gia đình em sẽ thực hiện cái điều này. Và những cái đối tượng mà gia đình em phát thường là bán vé số, khuyết tật và những người bán ve chai. Dạ, nói chung là cũng nội trong quận Tân Bình và Tân Phú. Rồi những cái việc mà làm từ thiện em nghe nói nhà mình làm nhiều cách khác nhau đó, là làm những cái gì chị? Dạ, ví dụ như là em phát cơm. Phát cơm thì thường thường là em đi buổi tối. Đúng rồi. Dạ. Và phát quà là lương thực thực phẩm. Và lâu lâu nữa thì em có những cái phong bao lì xì nhỏ nhỏ gửi đến những cái mảnh đời cơ nhở. Dạ, rồi còn cái nữa cái là theo em thấy cái phần quà ngày hôm nay đó, theo bà con ấy, em mới nói chuyện với bà con đó, bà con nói là thằng là hôm nay chất lượng quá. Thì cái đây là mỗi năm là mình như vậy hay là nó giảm hơn xíu? Dạ, thật ra thì năm nay mới có thể là nó đầy đủ và giá trị như vậy. Mọi năm thường á là sẽ ít hơn, có thể là có mì hoặc không có gạo, mà năm nay lại là đầy đủ là nhờ sự góp sức của chú Nai của em. Mọi người, cái chị này á, cái công việc của chị cũng ý nghĩa lắm nha. Em nghe nói là chị là cái gì giáo viên cho trẻ gì ta? Dạ. Chị có thể nói rõ hơn giùm em được không? Dạ, em là công tác và giảng dạy ở trường chuyên biệt Bình Minh á, huyện Tân Phú. Thì là trường này của em là nuôi dạy những trẻ khuyết tật vận động, tự kỷ, ADHD và Down. Em công tác ở đây cũng khá là lâu rồi, gần 7 năm. Thì trong cái quá trình mà từ xưa giờ nhà mình đi làm từ thiện đó, là chị có những cái trường hợp nào mà đặc biệt để mình còn động lại không chị Thùy Anh? Dạ, thực ra thì động lại trong em là những cái cô chú mà khó khăn, mà cô chú đó thì thật sự là lớn tuổi. Càng lớn tuổi thì em càng chạnh lòng rất là nhiều. Và những người mà khó trong cái vận động á, thì để lại cho em những cái kỷ niệm rất là sâu sắc và ấn tượng. Vậy ha. Rồi mình có tương lai á, trong tương lai mình có muốn cái việc này lan tỏa hơn hay là mình sẽ làm nhiều hơn nơi nữa không chị? Dạ, với phương châm của em là không tiền thì làm người tốt, mà có tiền thì sẽ làm việc tốt. Trong tương lai nữa thì em cũng muốn gia đình của em cũng như là bản thân em sẽ góp sức ít nhiều về trong cái công tác thiện nguyện này. Hàng năm có thể là một lần hoặc có thể 2 lần 3 lần tùy khả năng cái kinh tế ha. Gia đình em có thể. Bây giờ là cái ngày hôm nay là bao nhiêu phần quà chị? Dạ, trong buổi sáng ngày hôm nay thì gia đình em phát là 50 phần quà. 50 phần quà. Dạ. Dạ rồi. Thôi em cảm ơn chị ha. Dạ, mình tiếp tục phát cho những bà con đi. Dạ. Em cảm ơn ạ. Ăn đâu rồi cùng mấy cái kìa. Đây mừng nha chồng. Không đưa chào anh. Cái này có rồi đúng không? Ủa rồi mình đi 3 người rồi chỗ đâu ngồi cô? Ủa cái gì vậy? Gì vậy? Ủa chú có phiếu qua đây chú nè. Cái nón đó một lát nữa là đưa cho anh Duy thôi mà. Chú có phiếu qua đây. Dạ, qua đây Dũng, chú lôi ra hết đi. Trời ơi, để khó móc lắm. Cái 10 phần gạo đó, 10 kg gạo đó chú. Rồi, chú nổi không? Dạ. Cái đó giờ là bao nhiêu phần là chú? Mình thấy là còn mấy cái ô trống nó còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 12 phần. À, con nghe chú nói là có những cái có những cái trường hợp á mà không thể đến được á, là gia đình mình sẽ giải quyết sao chú? Coi như là mấy người như tàn tật mới bại liệt á, người ta đi không được, mình tới nhà mang cho người ta. Ui, mình trực tiếp đem tới nhà luôn. Trực tiếp tới nhà luôn. Dạ. Chắc ở trong này cũng một số thôi chú ha. Đúng là khoảng 2 người à. Người ta không đi được, còn người ta đi được mình phát tại chỗ. Dạ. À. Nếu mà tí có thời gian chú đi thì cho con đi theo với nha. Con xem những cái trường hợp đó có đáng, ý là biết là người ta khổ thật. À. Con xem con có thể giúp được thêm gì không ha. Rồi. Dạ. Không. Không có phiếu. Ta nói không có phiếu. Bây giờ tôi có mấy người kia là cái bà không có phiếu cho mà còn mấy kia mấy bà khỏe bà kia rồi đi đi rồi xong rồi nó rồi. Đi đi rồi. Đi đi bà đi nó đi xong rồi cái đứng dây bằng. Dạ. Tiền. Cái gì? Dạ, không sao. Được không chú? Đây đây con hãy lên cho chú này, từ từ con sửa lại dùm cho chú cho nha, chú để đây nha. Chú phải bỏ cái gia vị lên như này nè mới không bị vướng. Đây chú bỏ đây đúng không? Đúng rồi. Rồi chú bỏ vào gạo dưới đi. Đó, chú bỏ lên. Rồi chú đi đi, chú ngồi đi. Ủa có dây luôn hả? Có dây vàng luôn. Nó an toàn. Nhà chú gần đây không? Ở chợ Bầu Cát. Để chắc luôn ha. Chắc luôn. Rồi chú bỏ dưới giùm con nha, kéo dưới giùm con nha. Cảm ơn chú. Dạ. Cái xe vậy là chú bỏ có rớt đồ ăn không nè? À, được không sao, không rớt không. À. Chú thấy phần quà hôm nay sao? Riêng bản thân chú nha. Cái này chú nói bằng thật tình với cái lương tâm của chú nha. Dạ. Cái quà này là không phải của chú mà chú nhận giùm cho người ta. À, người ta cái bà kia chứ, là bả cũng neo đơn khó khăn. Dạ. Đó, rồi bả đi không nổi, bả bị đau xương khớp đó. Dạ. Bà đi không nổi thì bà nhờ tôi là hàng xóm của bà, tôi đi nhận giùm bà thôi chứ tôi là không có cái này. À dạ, dạ. À, thôi chú đi ha. Con dạ. Chúc chú sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Ừ. Dạ. Rồi cô. Chào cô. Ủa rồi mình bỏ quà ở đâu cô? Bây giờ không bỏ quà không này. Ý con hỏi cô là giờ mình bỏ quà ở đâu? À đấy. Để mình thuận tiện. À để bỏ ăn trước hả? Dạ. Dạ. Nó trái gác không ta. Nó để chai nước của cô rồi nè. Mẹ con để đây cho bà nha. Rồi bà để được rồi. Được rồi. Thôi cảm ơn nhiều mẹ cô ấy. Cảm ơn bà đã tới nha. Dạ. Ủa rồi cô gần đây không? Hả? Ở xã ở tới kia. Vậy ha. Cảm ơn đấy. Ủa rồi cô bị cái gì mà mình phải ngồi xe đây? Bị liệt. Nó bị liệt nửa người. Là vì mình té xuống mới gãy cục sống ấy. Mà kêu nó liệt nửa người. Dạ, là không phải đi dùng bằng xe này ha. Dạ. Bao lâu rồi cô? Bị 5-7 tháng. Ui, lâu vậy luôn hả? Rồi hàng ngày cô đi bán với số mưu sinh vậy? Bà phải số mưu sinh cho ai nuôi, có ai đâu. Chồng con đâu cô? Chồng có. Có không mình hồi xưa giờ không lấy chồng luôn chắc khoe còn tập còn nguyên cả ướt bị cái lốc lên bởi nó có mềm mấy tuổi thôi. Dạ. Rồi cô có đi này có nặng không? Không nặng được rồi. À, cô từ đó giờ cô đi nhận quà nhiều chưa? Nhiều rồi, bây giờ là một chó thôi cái đi chị chủ phụ đấy cái chủ chó phiểu chứ con nó tự biết chơi chú dám dám những đứa hồi chó thôi. Dạ, nhưng mà cô thấy cái phần quà ngày hôm nay như thế nào? Hơi nhiều. Hơi nhiều hả? Có ngon, có chất lượng không? Chất lượng. Dạ, vậy ha. Thôi con cảm ơn cô nha. Cô đi nha. Dạ, cho con lấy lại cái mic nha. Rồi, cảm ơn. Cô đi đi con. Dạ, để cẩn thận nha cô. Đưa toàn là tạm ấy, đưa mi rồi bên bệnh. Nổi không chị? Ờ đúng rồi. Mấy gì vậy? Ủa rồi cô vậy rồi bỏ quà ở đâu? Đây. Cô để trước. Bỏ dưới đất thôi chú, từ. Hai phần mà, ấy một phần là 500.000 á. Được không chị? Rồi em thấy nặng lắm luôn á. Mà sao chạy được? Mà sao chị đi xe được? Ừ. Như vậy là cô không thấy đường đi rồi, để con coi thử. Rồi cô lái hay sao? Cô... Bằng cái này nè. Dạ. Rồi cô chạy. Cô đi thử con coi thử được không? Không có thì hỗ trợ cô nha. Wow. Có nghiêng nữa không? Ra ổ gà chắc nghiêng quá anh hả? Không được á. Nó thương được. Quá ha. Dạ. Một mình nó không ai dẫn đi ha. Dạ. Em thấy cái bụng cổ hơi to, em nghĩ cổ có bầu nên không có dám để đè lên cái bụng. Dạ. Không, anh nghĩ là bụng của cô vừa rồi á là chắc người ngồi nhiều quá đó rồi. Dạ. Rồi nó thành vậy thôi chứ còn. Dạ. Chứ ngồi vậy mà liệt vậy mà chắc sao mà có thai được. Dạ. Này chú đang kiểm phiếu coi có bao nhiêu phần rồi hả chú? Đúng rồi. Đây kiểm coi phát được bao nhiêu phiếu rồi, còn dạ. Có mấy phiếu à? Nhà anh ai làm bài bản với nhau cô chú anh chị. Nhất là đánh dấu nè, đánh dấu thứ tự ai tới là đánh rồi coi còn bao nhiêu phần chưa phát. Đó. Rồi nãy con thấy những bà con mà không có phiếu đó thì con thấy chú hình như cho gửi bà con ít tiền phải không? Đúng tiền. Dạ. Sao không có phiếu cho thêm tiền cho họ vui ha. Vui và dạ. Cái quà này, cái phiếu này nhà anh này rất khó làm giả. Cái thứ nhất là số thứ tự và cái thứ hai nữa là đánh dấu luôn nè cô chú anh chị. Đó, rất là bài bản ha. Còn nhiều không chú? Còn có mấy phiếu à? Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 phiếu. 6 phiếu. 7 phiếu, 7 phiếu. Dạ. Còn 7 phiếu. Dạ. Cái này là cho em nhỏ nói chút xíu về Kim Ngư Food nha cô chú anh chị. Cách đây 2 ngày thì em nhỏ với lại mấy cô có đem những cái phần quà lại nhà anh Nai để chuẩn bị trước. Cái thứ nhất có cô Vui ở Vũng Tàu lên nè, có cô Triều Lê ở Hóc Môn qua nè, chị Bích Thủy tới phụ với nhau để mà cho công việc nó suôn sẻ, cho nó đúng cái hẹn. Đó, cũng cảm ơn mấy cô, cũng nhờ mấy cô mà mới trọn vẹn hơn được. Và hơn nữa là cho em nhỏ giới thiệu về Team Go Food một chút xíu nữa là hiện tại thì Team Go Food đang kinh doanh mặt hàng gạo và nhu yếu phẩm. Và anh Nai là những cái hàng đầu tiên đó, nó rất là ý nghĩa và vui mừng cho Team Go Food. Anh mua ủng hộ để phát cho những bà con. Thì nếu bà con quý cô chú anh chị có muốn làm từ thiện ở trong nước và các cái điểm như là chùa nè, các bếp ăn không đồng, trại trẻ mồ côi á, thì có thể liên hệ đến Tiên Cô Food ha. Tiên Cô Food sẽ chuẩn bị quà như mọi người mong muốn, như cái giá tiền mọi người mong muốn luôn đó. Ngồi nước hòa phải không, một để cá. Mà phát cho những bà con, thậm chí là có thể quay đến trên kênh Cô Food luôn. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nha. Giờ cứ còn mấy phần này là ai tới thì mình phát sau chú Phú. Vâng. Dạ. Thì còn mấy phần thì đó xong rồi, giờ bé có làm gì cứ làm xong rồi việc đó. Dạ. Ở đây là con nghe nói là hoạt động cái xóm mình bữa nay có nấu cơm gì nữa ha, nấu bún. Nấu bún chay, hủ tiếu chay. Là trong cuối xóm hả chú? Cuối xóm. Là cái đó là tự xóm mình quyên góp hay sao, hai cá nhân nào này? Trong xóm người ta không quyên góp, ai có tiền ủng hộ cho cái người đó bỏ ra một lần là 3 triệu vậy đó. Rồi cái nấu xóm ai tới ăn thì ăn. Dạ. Vâng. Cái này là trong xóm người ngoài ai tới ăn. Sợ người ta biết không chú? Ví dụ như xóm kế bên người ta biết không? Biết, có người ta không biết tới. Dạ. Tới tầm khoảng 10 giờ, 9 mấy 10 giờ nó mới nấu xong, giờ đang nấu thôi. Dạ. À đây nha, cái này nấu chay hả cô? Ừ. Món này là món gì cô? Bún mọc chay. Bún mọc chay. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đúng rồi. Ủa rồi bún đâu con không thấy? Dạ, bún bên đây. À bún bên kia với rau bên kia ha. Cái này mình dậy từ bao giờ để mình chuẩn bị những cái phần này cô? 5 giờ sáng cô chuẩn bị. 5 giờ sáng. Có mình cô ấy hả? Hay còn ai nữa không? Cô hả? À cô đi chợ cô chuẩn bị đồ hết mình cô. Còn về bắt đầu về mấy cô rửa rau rồi mấy cô làm ra cái kia phần kia. Còn phần này là cô làm hết. À chắc cô nấu cái vị ha, chắc chuẩn nhất trong xóm này gì nữa. Không biết. Biết nấu ăn là được rồi. Mọi người ăn ngon là được rồi. Dạ. Và cái này mấy giờ mới bắt đầu cô? À chút nữa 10-11 giờ bắt đầu cô làm cho bà hàng xóm. Dạ 11 giờ ha. À, đây còn những cái phần bún với rau bên này nè, cô để bên này. Cái này là phân sẵn anh, phân sẵn để xong rồi. Cái này là dành cho ai em ăn về á ha. Dạ đúng rồi. Còn ngồi đây ăn là vẫn có bàn ghế luôn. Dạ đúng rồi anh. Nên mình có thể đem về nhà ăn, trưa ăn hoặc chiều ăn. Cái đó là chả chay á. Có chả ở trong nữa. Với lại rau, đây phần rau mang về. Nên là tự trong xóm mấy cô chú gom góp với nhau rồi nấu lên thôi. Đi chị, để mình đi về nhà mình ha. Xóm em thường thì rằm á anh là hay có nấu những cái đồ chay này nè. Có khi nó bún bò chay, có khi nó bún mọc chay, hủ tiếu chay, bánh canh chay. Là tự tay cái cô áo hồng này nấu. Tại vì cô là chuyên nghiệp rồi, chuyên nấu cho chùa. Có khi nào mà nấu bà con tới đông quá không đủ không chị? Dạ không, ví dụ như ở xóm em nấu thì nội bộ trong xóm em thôi. Dạ, chứ không phải là mình lan tỏa ra ở nhiều nơi đúng không? Dạ, ở khắp cái cô chú ở ngoài. Đúng rồi, em thấy thì trong xóm này từ đầu hẻm vô tới là cũng nhiều rồi. Dạ đúng rồi. Thì tầm một nhà là cũng phải trung bình là 5 người đó anh. Dạ. Mà thấy ngon á, thấy nồi nước lẩu ngon chất lượng đó. Dạ. Nếu mà anh có thời gian thì mình ở lại mình dùng thử. Để tí để coi sao ha. Cô này có phiếu không cô? À không có phiếu rồi. Hồi nãy vô quay cơm cho. Nấu cái gì? Nhìn rất là ngon. Nhìn ngon đó, rất là hấp dẫn. Đây cứ dầm với mùng 1 đó hay tổ chức nấu cơm chay giống như ai tới ăn này ăn rồi đó. Dạ. Ý nghĩa quá ha. Có nói chợ vợ Trung Đình quay nó hỏi có gì? Có. Có hỏi có gì? Đây đúng không chú? Dạ. Trời, chú này là bị tai biến mà bây giờ đi bán vé số. Ủa chú bán là đứng chỗ với bán nè chú? Không có định đi nhưng mà tại ý là đứng đi chờ. Dạ. Chú đẩy vậy đấy hả? Đẩy cho đi. Bây giờ nhà anh Nai á, nhà chú Phú đó có phát quà đó thì sao mà chú mang về đây? Hay là bây giờ chú Phú trở về? Nếu mà trở về, nếu trở dùm về tốt rồi, gửi cái bàn gì số vô đây. Cà phê một át hay gì? Dạ dạ, cái chỗ đây một chút nè. Cái chỗ 174 qua khỏi Đồng Đen một chút rồi. 174 là sẹp 5. Vâng. Một cách 3 à? Vâng. Còn quán ba phía bên đây luôn rồi chứ. Phía bên đây cũng được mà đi bên đây nó gần hơn. Là quán cà phê nào chú nói quán cà phê Gia Hân á. Là gửi đó nè, cho chú là người ta biết đúng không? Rồi trời, vâng. Khi nào chú bán? Bây giờ nè, anh đi đường đây, cứ đường quán ba đây là chạy thẳng luôn. Đâu khỏi cần đi qua kia hơi xa một chút. Nhưng mà đường này cứ đi thẳng ngang qua khỏi Đồng Đen, thấy cái quán bún bò A Mai á. Bún bò A Mai à? Vâng, biết quán đó. Nó dạ cũng không nằm trên đường đây. Nó có một cái đường nằm ngoài kia đi chút xíu. Mà cái này đâu phải Bồ Cát Ba đâu chứ. Đây là đường Bồ Cát nhưng mình nó hai đường để tới. Dạ. Đi bên kia cũng được mà đi bên đây cũng được. Nhưng mình ở cái vị trí bên đây mình đi bên đây nó gần. Ví dụ giờ sao mà cho chú đem về ta chỗ đó không biết thì quán cà phê. Ông mướn trọ nhà đó. Chú biết quán đó đúng không? Ừ thế nào cứ đi chị này ông qua kia ông. Hay là vậy nè. Rồi hay là vậy, nếu mà có giúp được thì chở giùm tôi về đó luôn. Chú à? Được, chở dùm cái chút quà đây về luôn rồi. Dạ được. Chú đi ra lại đúng không? Rồi, tôi gửi với số chỗ cái quán quen đây. À được. Rồi. Thôi chú đi được không? Cũng được. Đẩy được không chú? Quán nào? Quán đây quán mía đây. Camera lên đây nè, camera. Quán quen. Nhờ. Chứ bây giờ gửi quà thì chút nữa cũng chở về cũng khó. Dạ, thì sẵn xe giúp giùm luôn. À, cha gửi cái đây nha. Ai mua bán giùm để sẵn xe ông chở giùm về luôn. Cô cho ông gửi cái bàn giấy số cái chú về cái chú ra liền đó cô. Rồi chú đi tới xe chú Phú ha. Vâng. Chở chú nha. Để con kêu chú Phú lại, chú đứng đây đi. Để con nhờ chú Phú lại nha. Vâng. Gần đây đúng không? Nhà mình gần thôi. Dạ. Qua khỏi Đồng Đen là quẹo trái chút xíu tới. Dạ. Thôi chú lên xe chú Phú đi. Vâng. Có gì nhân tiện giúp rồi về. Dạ. Tắt đi. Rồi bể rồi, cho ông đi. Để con bê giùm cho nha. Chú bỏ lên đây luôn. Trao quà mà phải chở giùm luôn. Trao quà chở giùm luôn. Phòng trọ chú trong này hả chú? Chú cuối cùng luôn đúng không chú? Dạ. Chú đứng đó nha, đợi con một xíu nha. Cuối cùng là phòng nào để em nhỏ bỏ đây chắc camera đưa dùng cái ghế camera bỏ đây chú nè, đây phòng cuối cùng nè. Theo chú nói thì cứ bỏ đây rồi chú sẽ tự sắp xếp, tí chú về chú tự sắp xếp. Thưa cô chú anh chị thì gia đình anh Nai đó làm từ thiện, em nhỏ thấy là rất là đúng. Cái thứ nhất là đúng và cái thứ hai là đúng người đúng việc, đúng đối tượng. Những người nghèo khổ còn rất là nhiều nhưng mà nhà anh Nai làm là ví dụ như ai tới trễ thì cũng để dành quà cho người ta, hoặc là những người mà không có quà nhà ảnh cũng gửi một chút ít để cho người ta vui. Hơn nữa cái điều đặc biệt đó là những người mà không thể đi á, là gia đình anh Nai mang tới luôn. Đó là cái điều cái tình cảm của gia đình anh Nai dành cho những người nghèo á, rất là đáng quý. Hy vọng là nhiều người xem được và có cái cái làm từ thiện đó, giống như nhà anh này. À, thôi bây giờ mình đi về ha. Nổi không cô? Đưa con sách giùm cho nè. Rồi, lên xe. Cô bỏ cái đó lên trước, đúng rồi. Rồi. Bây giờ cái này để đâu ạ? Ở bên sau. Sau cô ôm đi, đúng rồi. Ngồi lên. Cô ngồi lên đi, ngồi lên nhanh đi. Con ấy cho. Rồi, nè cô. Cảm ơn nha. Ừ. Dạ. Việt kiều cho mấy người tàn thật mình đi cho đúng rồi. Việt kiều nào mà cho chú chiếc xe xịn vậy? Việt kiều Mỹ. À, Việt kiều Úc hả? Dạ. Chú vậy lái được một tay rồi hả? Dạ. Xe đạp điện. Dạ. Cảm ơn. Dạ, đi cẩn thận nha chú. Một cát gần cái chỗ ông lấy tôi vô pháp thiếu cặp ấy ông nè, mình đi đường cho mấy ông đó. À, thôi cũng còn một hai phần đó, em nghĩ là bà con họ chưa có rảnh để họ tới đó. Dạ. Em thấy hồi nãy giờ nha, em quan sát em thấy cái công việc từ thiện nhà mình đó là khá là hoàn hảo á. Cái thứ nhất á, là em thấy là những bà con tới đây ha thì không nói, còn những người mà đi không được á là nhà chị nhà anh Nai là mang tới nơi luôn. Dạ. Đó, rất là cái tình cảm rất là nhiều. Hay là anh gà luộc được không? Chảo. Và cái thứ nhất ở đây là em muốn cảm ơn Nai đã gia đình mình đã mua những cái gạo và nhu yếu phẩm để ủng hộ bên em. Dạ. Cái thứ hai là anh Nai ảnh là một người ha, người anh tụi em rất là ngưỡng mộ cái tình cảm ảnh dành cho tụi em. Nên là anh lo lắng lắm, cái nhất là anh luôn đồng hành trên kênh nè. Dạ. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là anh luôn nói là anh em phải giữ sức khỏe và có cái tâm để mà làm thiện nguyện. Đó, cái điều mà em cái tim em quý anh Nai là vậy đó. Dạ. Còn thôi còn ít phút cuối thì em nhất là cảm ơn chị Thùy Anh ha. Dạ. Thùy Anh là người đại diện cho gia đình Nai tiếp đón em nhỏ. Cũng như là phát những cái phần quà ý nghĩa đến cho bà con. Em hy vọng là gia đình mình làm nhiều hơn nữa. Dạ. Có nhiều bà con biết đến hơn. Cảm ơn chị ha. Dạ. Thôi cũng mong sao là anh Nai giữ gìn sức khỏe nè, thật là nhiều sức khỏe để làm công tác từ thiện nữa nha anh. Cảm ơn chị ha. Dạ. Chị có điều gì nữa không? Dạ. Thì em cũng xin phép được thay mặt gia đình em cảm ơn anh nói chung và đội ngũ ViFood của anh nói riêng. À. Thì ngày hôm nay đã dành một ít thời gian rất là quý báu của mình đến dành với chung vui với gia đình của em. À. Thì không còn biết nói gì hơn nữa là mong sao thì cho đội ngũ của anh cũng có nhiều sức khỏe. Riêng là bản thân anh là phải thực sự là rất là khỏe để có thể giúp được những cái mảnh đời nhiều hơn. Ừ. Những cái mảnh đời khó khăn, những cái mảnh đời bất hạnh và những cái căn bệnh hiểm nghèo. Rồi. Em cũng theo dõi trên kênh của mình rất là nhiều. À. Nhưng ngày hôm nay thì là thực sự là một cái cảm xúc động lại cho em rất là lớn. Thì mong sao kênh ViFood của mình phát triển mạnh mẽ hơn. À. Trong và ngoài nước. Dạ. Dạ. Em cảm ơn chị ha. Ừ. Đã luôn theo dõi kênh ViFood. Thôi bây giờ em nhỏ xin được kết thúc clip ở đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip tiếp theo ạ.